Chào bạn, tôi là Nghĩa từ luật sư X. Có một câu hỏi gửi đến luật sư X đó là vợ thì có được quyền ủy quyền cho chồng vay ngân hàng hay không? Câu trả lời là có, tất nhiên rồi. Nếu đây là tài sản chung vợ chồng và hai vợ chồng đã đăng ký kết hôn rồi thì thực ra phía ngân hàng người ta suy nghĩ rằng thứ nhất là cần cho vay và có khả năng thu hồi. Đứng trên góc độ ngân hàng thì người ta quan tâm cái gì? Quan tâm thứ nhất là cho vay đúng người và thứ hai là khả năng thu hồi. Cho vay đúng người thì ngân hàng sẽ quan tâm đến cái tài sản đó, liệu cái người mà vay tiền ấy có được quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản đó hay không. Có rất nhiều trường hợp con cái vay tiền nhưng bố mẹ lại là người đứng ra để bảo lãnh cho con vay bằng chính cái ngôi nhà của mình. Vậy thì có thể thấy rằng đôi khi chúng ta cũng không cần tài sản nếu chúng ta vẫn vay được tiền, nếu một bên đứng ra thế chấp, một bên đứng ra bảo lãnh cho chúng ta. Câu chuyện về tài sản chung vợ chồng nó phức tạp hơn một chút, bởi vì là tài sản trong thời kỳ hôn nhân phần đa và nghiệp vụ ngân hàng sẽ hiểu đó là tài sản chung của vợ chồng. Mà khi tài sản chung thì hai người đều cần phải có sự đồng ý thì mới được vay. Như vậy thì sẽ cần vợ có ý kiến. Vợ một là hủy bỏ cái ý kiến của mình bằng cách là dùng một cái văn bản ủy quyền có công chứng nói rằng là tôi cho phép chồng tôi được chủ động ra giao dịch với ngân hàng. Hoặc thứ hai là một cái văn bản từ chối. Trước đây hai vợ chồng có thể ký một cái hợp đồng hôn nhân chẳng hạn. Vì là tài sản này phát sinh trong thời kỳ hôn nhân nhưng nó vẫn là tài sản riêng của chồng, nên là vợ đã ký một văn bản từ chối trước đó về việc là quyền sử dụng, chiếm hữu, định đoạt cái tài sản này rồi. Nên là đôi khi lúc đó cũng không cần sự ủy quyền luôn, người chồng có thể quyết hoàn toàn. Nói về cái ý thứ hai ở ngân hàng, đó là ngoài cái việc là cho vay đúng người thì ngân hàng cũng rất muốn thu hồi. Bởi vì rất muốn thu hồi tài sản nên ngân hàng muốn kéo càng nhiều người vào để liên đới chịu trách nhiệm càng tốt. Đó cũng là lý do mà nhiều tổ chức tín dụng dạng là FE Credit hay là những cái công ty tài chính cho vay lãi suất cao ấy, thì họ thường xin số là tham chiếu. Số tham chiếu ở đây có thể số người thân, số đồng nghiệp, thậm chí số vợ con, số của bố mẹ, vân vân, để mà túm được cái tóc nào thì túm. Đó là cái dễ hiểu, bởi vì ngân hàng người ta vay tiền, người ta muốn là được lãi là một phần, nhưng người ta muốn phải thu hồi số tiền đó. Mà thu hồi thì cần nhiều người chịu trách nhiệm thay vì chỉ có một người vay và một người đó liên hệ. Nếu hết liên hệ thì có lẽ sẽ khó đòi. Vì vậy nên phần đa các giao dịch của ngân hàng thì đều yêu cầu rằng là dù tài sản này là tài sản riêng hay là tài sản chung của hai vợ chồng thì cũng cần chữ ký của vợ, để thứ nhất là vợ biết rằng ông chồng mình đã vay với mục đích như thế này, và thứ hai là sẽ liên đới chịu trách nhiệm nếu có rủi ro xảy ra. Liên đới ở đây có thể liên đới trả lãi, liên đới ở đây có thể liên đới về việc là sử dụng chính tài sản riêng của mình để trả cho ông chồng sau khi bị ngân hàng gây áp lực chẳng hạn. Về cơ bản thì nội dung trả lời của tôi là như vậy. Hy vọng rằng video này sẽ có ích cho các bạn, và trong tương lai nếu các bạn có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý của luật sư X, hãy liên hệ. Xin chào và hẹn gặp lại. Luật sư X, đưa luật sư đến ngay tận tay bạn.